em Tết vui vẻ nha. Em thì niềm vui như đây, đi tới đâu thả tới đấy. Con đang nhảy nè, con này đang nhảy nè. Chịu, còn con này đang kêu nè, nó kêu sao thả được qua, nó leo lên trên không. Cởi đi chút xíu nó nhảy à. Con này nhảy rồi, nhảy qua này, 23. Con này bên này chuẩn bị nhảy, đây nhảy chưa ghi ngàn. Con này nhảy hồi sáng. Này, con này nhảy bữa 23 rồi, nhảy luôn nè. Nó sẽ qua nó thăm dò một cái xong nó mới nhảy nha nè. Ở đây con nó nhảy rồi nè, được già nè, cái 81 nè. Tết anh em vui vẻ nha. Đây con nó nè. Giờ như cây đũa vậy. Thế rồi nè, hai con này đang thả nè. Đây con này với con này chứ. Con K3 với con F1 D1. Với con này nữa, con H1 D1 với con GH1. Chuyển qua chuyển lại vậy nè anh em, chứ không phải dễ ăn đâu. Đây. Đây. Con này hai con này mới thả, mới vừa thả qua mình nó chưa nhảy. Mờ quá. Được rồi. Được là bao luôn. Tạ cửa cho anh coi cái ra mặt cái nè. Rồi. Rồi chúc anh em nha. Ê, bên còn con đằng kia nó. Lần này em thả tới 7 con rồi. Chú chín nè, chuẩn bị làm cho ăn đêm. Chuối nè. Dữ lắm luôn nha. Đây, để không hết luôn. Còn cái dãy này là mấy con bầu, em tách qua bên khu sinh sản hết rồi. Này, còn con này nữa nè. Hả, con này cũng lên rồi, đêm hôm nè, mà lên nhẹ lắm. Kiểu mình lên nó không mạnh, nó không biết nó chịu không nữa. Này con thứ 7 nè. Hy vọng là nó chịu. Có sự bày đúng không ấy? Còn đực nó kịch kịch rồi, chắc con hồi nhảy được. Ok. Đực nó qua nó ngửa mùi. Rồi, 24 Tết anh em ơi. Nãy đực cho cá luôn à. Chút xíu nhảy à. Thì mấy con này nó quen tánh hết rồi. Này con này đang ôm nè, tâm thúc nè. Con này ôm thúc luôn nè. Còn hai con này chưa chịu. Con này nhảy rồi. Này nhảy rồi, rớt mấy cục rồi nè, có rớt rồi nè. Còn con này cũng đang lên.